Amly Sansui 7900Z ghép với Sony SSG7. Đây là đời khủng long của hãng Sony. Và đây là con Amly hiệu suất cao của hãng Sansui. 370W đánh 4 sân Ken 2 vít. Mức giá 11 triệu đồng, bao ship toàn quốc. Zin đẹp Ken, nội thất đẹp Ken, vỏ gỗ màu mặn đỏ, rất đẹp. Sony SSG7 bắt 40. Thùng nặng 48kg một thùng. Rổ lạng. Đây là đôi khủng long khủng nhất của hãng Sony. Hát hò karaoke view thoải mái, mát đánh như bơm nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.